Quý ông bà, bạn chị em thân mến, chúng ta bước vào mùa vọng đầu năm phục vụ mới và chúng ta nhìn vào, chúng ta gọi là Advent wreath hay nói nôm na là biểu hiệu hay là biểu tượng của mùa vọng. Tại sao chúng ta lại có vòng tròn và tại sao chúng ta lại có bốn cái nến và tại sao chúng ta lại chọn cái màu xanh và màu tím? Đối với lịch sử cựu ước và cái thời gian vĩnh cửu đối với mọi người và ngay cả ngày hôm nay, nó là một vòng tròn, mà khi mà là vòng tròn nó có ý nghĩa của vô tận. Nếu chúng ta học toán học thì chúng ta cái sự vô tận đó nó bắt đầu từ cực âm cho đến cực dương, một đường thẳng dài. Nhưng về cái hình tượng thì đó là một vòng tròn của sự vĩnh cửu, và đối với Thiên Chúa, sự sống của mỗi người chúng ta là sự sống trường tồn, sự sống vĩnh cửu, cho nên vòng tròn biểu tượng cho Thiên Chúa vĩnh cửu. Như trong những tuần về trước, con có nói những gì là vĩnh cửu thì chúng ta thực sự đặt hết cái tuyệt đối vào, và những gì trong qua cũng đặt ra vào bên và là let it go. Sự vĩnh cửu về thời gian của Thiên Chúa nói đến sự trường tồn về sự sống. Sự sống biểu tượng cho màu xanh, chiếc lá. Mỗi sự sống của con người là một sự sống trường tồn, sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Và dĩ nhiên có cái màu tím và dĩ nhiên có cái màu hồng. Màu tím để nói lên sự tỉnh thức hay là vọng thức, để mời gọi mọi người chúng ta tiếp tục trông chờ, tiếp tục tỉnh thức để mà làm sao mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, nếu lỡ chúng ta kết thúc cái sự sống của chúng ta vào tối hôm nay và ngày mai, thì cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao, và sự sống trong quá khứ chúng ta sống như thế nào. Đó là sự tỉnh thức đó, để rồi chúng ta sẵn sàng chúng ta chờ đợi Chúa đến. Về màu hồng thì trong bốn mùa vọng, dĩ nhiên có một cái sự gọi là chờ đợi trong cái sự não nề hoặc là sự sợ hãi. Nhưng giáo hội chúng ta muốn mời gọi chúng ta lên một chút xíu vào tuần thứ ba để chúng ta vui lên một chút, đừng có gọi là ảm đạm quá trong cái sự tỉnh thức và chờ đợi Chúa đến, nhưng vui và chúng ta bị cứu thế, vì Chúa tin là đến để cứu độ chúng ta, chứ không phải là để xét xử chúng ta và đày đọa chúng ta ở thêm ý nghĩa gọi là sợ hãi, mà là một Thiên Chúa đầy lòng nhân ái và những từ yêu thương. Sau cùng cái con số 4, chỉ như cái con số 4 đó nó đi từ con số 4 40 ngày mùa chay, nhưng giáo hội thì muốn mượn con số 4 đó để đưa chúng ta đến vào gọi là ba cái nhân đức đối thần và một cái nhân đức mới nữa mà chưa có được nhấn mạnh lắm. Chúng ta biết về ba nhân đức đối thần, đó là đức tin, đức cậy và đức mến. Đầu tiên chúng ta đốt cây nến của đức tin, tuần sau chúng ta đốt cây nến của đức cậy, và chúng ta hơn và chúng ta đốt cây nến của một đức mới nữa, và sau đó chúng ta mới đến cây nến của đức ái, đức tin, đức cậy và đức mến, đức ái. Nhưng ở đây chúng ta ngừng lại vào tuần thứ ba, và giáo hội của chúng ta nhấn mạnh và mời gọi chúng ta sự vui mừng, đó là đức hỷ. Và chúng ta vui mừng lên để chúng ta trong cái thời gian sống chúng ta có những cái nhân đức, đức tin, đức cậy và đức mến, nhưng chúng ta cũng nên sống trong cái niềm vui nữa, chứ đừng sống trong sự sợ hãi và đau thương. Con có kể cho các cháu cái câu chuyện về tiếng Anh, nhưng con xin được dịch sang tiếng Việt. Đó là giữa một đạo sĩ và một người học trò. Một người đạo sĩ nhận một học trò đến, và người học trò này muốn người đạo sĩ đó truyền lại tất cả những kiến thức và uyên thâm, uyên bác của đạo sĩ truyền cho học trò. Những cái điều đầu tiên mà vị đạo sĩ đó nhắc nhở với học trò là trước khi truyền lại hết tất cả mọi việc thì thầy chỉ muốn con 30 ngày trong một tháng để suy niệm về sự chết và hồn. Người học trò mới bàn với, thảo luận với lại người thầy của mình tại sao như vậy. Bởi vì con muốn trở thành một người gọi là lĩnh, có bản lĩnh trong cuộc sống. Con muốn trở thành một người gọi là ăn nói lưu loát, người thành công trong thương trường, thương gia, vân vân và vân vân. Nhưng cuối cùng vị thầy có nói, cho dù con có làm một người
vùng biển đổi lại. Cho dù con có là một thương gia thành công trong việc buôn bán, hay là một vị bác sĩ chữa tất cả các căn bệnh hiểm nghèo để chăng nữa, nhưng cái sự chết sẽ đến bất cứ lúc nào, và chết rồi thì chỉ ra đi với bàn tay trắng mà thôi. Cái điểm nhấn ở đây, vị đạo sĩ mời mọi người chúng ta ngay cả vị học trò đó để suy niệm về cái sự sống sau cái chết. Và đó cũng là ý chính mà chính Chúa Giêsu Kitô mời mọi người chúng ta chiều tối hôm nay. Chúng ta hãy luôn luôn tỉnh thức và đợi chờ. Chúng ta đã có được sự đến rồi của Chúa vào hơn 2.000 năm trước khi chúng ta kỷ niệm Giáng sinh. Nhưng Chúa sẽ đến một lần nữa, và cái ngày đến một lần nữa đó chúng ta không biết vào lúc nào, có thể ngay trong tích tắc, có thể là sau thánh lễ, có thể là vào ngày mai, ngày mốt, hoặc là 1 triệu năm về sau nữa, chúng ta không biết. Nhưng một điều chúng ta biết rằng Ngài mời gọi chúng ta lúc nào cũng để tâm hồn chúng ta tỉnh thức, bởi vì nó có một cái điểm hữu ích. Nếu chúng ta suy niệm về sự chết, sự sống vĩnh cửu đời sau, thì cái cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Nếu chúng ta có đỡ lầm, hoặc chúng ta có đi vào những cái lạc thú mà quên đi thời gian, quên đi gia đình, quên đi tất cả những người thân, cha mẹ, ông bà, anh chị em, thì cái sự tỉnh thức này sẽ giúp cho chúng ta ngừng lại để thấy được đâu là cái giá trị thiêng liêng, cái giá trị của cái đạo đức thì chúng ta đang sống ở đời này nó có hay không. Và để rồi trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta, nếu là chúng ta có nhắm mắt ra đi, thì những gì là còn út hoặc là những gì mà chưa được là giải quả trong cái cuộc sống của gia đình, thì hy vọng cái sự tỉnh thức này sẽ giúp cho mọi người chúng ta được giải tỏa với nhau, được giao hòa với nhau trong Chúa Kitô. Và nếu như chúng ta có nhắm mắt để đời, chúng ta có ra đi, chúng ta cũng ra đi trong sự bình an, và người còn sống họ cũng bình an được. Họ, chúng ta có thể làm một việc bác ái, đó là giúp cho họ giải tỏa được hết tất cả những cái gì mà còn là chưa có được là uyên thâm lắm, hoặc là chưa có được và là sâu sắc lắm, thì ở đây chúng ta giúp được hết tất cả mọi người. Đó cũng là một việc bác ái mà chúng ta làm trong một vòng năm nay, để cảm nhận được lời Chúa là linh mừng cho mọi người chúng ta trong suốt tuần lễ này. Chúng ta bước vào tuần sau, thì con chỉ xin quý bà và anh chị em một điều làm cụ thể thôi. Đó là mỗi một ngày chúng ta dành ra 3 phút đồng hồ. Mỗi một phút chúng ta cho Thiên Chúa là Cha, là Con, là Thánh Thần. Và 3 phút đồng hồ này để chúng ta ngồi thinh lặng, thích lặng về sự sống vĩnh cửu, thích lặng về sự sống mà chúng ta sẽ bước vào. Và khi chúng ta bước vào sự sống đó, những giá trị nào là cái gì tinh thần cao quý, những giá trị nào là cái gì đạo đức mà chúng ta muốn để lại cho con cháu của chúng ta sau này, nếu chúng ta ra đi cho